Vũ mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cái này là nó chưa tới Phước Ninh nha các bạn. Từ Trà Là lên á, từ Ngã Ba Láng lên á, nó nằm trong giữa. Cái này là xã gì mình không để ý nữa. Thì bây giờ mình thấy có còn một con MTZ đang xới nè các bạn. Cái này là đang quăng diêm xong rồi, bây giờ xới một quận này nữa là xong là lên luống để mà trồng mì các bạn. Mình không biết thằng này là đợi nào ha, 20-80 vậy đó. Sáng ra vòng vòng là nóng máy rồi các bạn, ra mồ hôi rồi đó. Ở đây là cặp đường lậu nhựa luôn các bạn. Đây lậu nhựa luôn nè. Trên đó có một chiếc xe đậu để mà chở công nhân đi làm hay gì đó. Đó, phía bên kia nãy là chiếc này nãy chạy phía bên kia nè. Thì xong bên kia qua chạy qua đây. Lúc này thời tiết nắng lắm các bạn. Buổi sáng âm u vậy chứ từ 9-10 giờ cho lên rồi, nắng chịu không nổi luôn.
nên là ăn nắng tối ngày cũng trong sức khỏe cũng không được tốt. Đất đây xới quận này xong là các bạn thấy không, mình mất luôn, nhìn thấy rất là đã. Cái này là nó chỉ là lên luống là ok rồi. Chầm nước à, hụt nước rồi. Oh, nước sôi văng lên luôn kìa, các bạn thấy không, nước sôi văng lên luôn. Này nó xốp lắm, đi nó lúng xuống à, đừng có tách, đi rất là nặng. Rồi anh chạy lên ha. Hơn nửa tiếng và các bạn có 40-45 phút à, tại vì nãy dầm xuống đây mới có chưa được 10 phút gì rồi. Mà chạy thấy biết quá nhiều luôn. Ghê quá. Rồi lên đua lên mấy bước nữa nghỉ nha các bạn. Rồi lên hết hàng này là kết thúc video.
sót chút xíu. Xe này nó cũng máy cho cũng dài lắm các bạn, thấy đang gài khói không, thấy gài khói quá trời luôn. Kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào các bạn nha.